Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Hải sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm thế nào để chúng ta có thể tìm ra được người hủy kết bạn và chặn chúng ta ở trên Facebook. Đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn bằng máy tính trước, sau đó mình sẽ hướng dẫn bằng điện thoại smartphone, iPhone với hệ Android. Bước đầu tiên các bạn cần làm là mở Google Chrome lên. Sau đó nhìn qua phía bên phải ba chấm, bấm vô cái mô Tools. Rồi bấm vô Attentions. Ok. Sau đó các bạn sẽ thấy cái trang Attention này, kéo xuống dưới, bấm Get More Attention. Các bạn chờ một chút sẽ có cái khung tìm kiếm hiện ra. Các bạn bấm vô cái chữ Unfriend, sau đó click Enter. Các bạn sẽ thấy cái đầu tiên hiện ra, rồi bấm Add to Chrome, sau đó Add Attention. Cài đặt xong thì nó sẽ hiện ra cái màu xanh lá cây như thế này đây. Sau đó các bạn tắt Google Chrome đi rồi mở lên lại. Hãy vào Facebook của các bạn. Nhìn qua hướng góc phải sẽ thấy cái hình người hiện lên. Bấm vô đó. Thì các bạn sẽ thấy cái chữ Unfriend Father for Facebook. Tiếp theo các bạn sẽ thấy cái chữ You Made Zero Friends. Với chữ You Lost Zero Friends có nghĩa là bạn chưa có ai kết bạn và chưa có ai hủy kết bạn. Bây giờ mình sẽ dùng một cái Facebook khác để unfriend. Đó, mình unfriend rồi đó. Và sau khi mình unfriend thì chờ một vài phút sau thì nó sẽ báo cáo cho các bạn biết là có người unfriend. Bây giờ thì nó đã báo cáo cho các bạn biết cái người nào mất dạy đã unfriend các bạn. Bây giờ các bạn bấm vô cái hình người đó một lần nữa. Các bạn sẽ thấy cái số người mà unfriend các bạn hiện lên. Có một người nè. Các bạn go to application. Sau đó các bạn sẽ thấy cái tên của cái thằng mất dạy đã unfriend các bạn hiện ra. Các bạn có thể vào Facebook của nó xem để biết nó là ai. Sau khi các bạn vào Facebook của nó, các bạn có thể PM chửi nó. Tại sao mày hủy kết bạn với tao, cái thằng mất dạy. Và nhớ cái mẹt nó, sau này nó có kết bạn lại thì cũng đừng có chấp nhận. Ok con dê. Trường hợp nếu mấy bạn thấy tên của nó mà không thấy hình, khi click vào thì không có thấy cái Facebook nó hiện ra mà nó bị như thế này, nghĩa là bạn đã bị nó block hoặc bị chặn. Bây giờ qua bài hướng dẫn trên smartphone. Đầu tiên các bạn sẽ vô Play Store. Sau đó các bạn bấm vô cái chữ Who Unfriended Me. Sau đó các bạn chọn cái đầu tiên. Rồi các bạn cài đặt nó. Cài đặt nó xong rồi các bạn mở nó lên. Sau khi các bạn mở nó lên rồi các bạn bấm cái Login with Facebook. Rồi các bạn để tên tuổi Facebook của các bạn vô. Sau đó các bạn bấm đăng nhập hay là login gì đó. Chờ một chút cho nó vô. Bây giờ thì các bạn đã đăng nhập thành công. Các bạn tắt cái app đi, lúc nào có người unfriend các bạn rồi các bạn bắt đầu vô lại. Sau khi các bạn vô lại, các bạn nhìn qua phía bên trái có ba cái gạch, các bạn bấm vô ba cái gạch đỏ thì nó sẽ hiện lên cái số người unfriend các bạn. Bây giờ có một người và các bạn bấm vào đó sẽ thấy cái tên người đó hiện lên. Các bạn có thể vô Facebook của nó để chửi nó. Đại khái là tại sao mày unfriend tao, tao đâu có làm lỗi gì với mày đâu mà mày unfriend tao. Mày thấy tao đẹp trai hơn mày rồi mày unfriend tao, cái đồ mất dạy à. Bây giờ đến phần hướng dẫn cho iPhone, iPad. Đầu tiên các bạn vô Apple Store, sau đó các bạn bấm vô cái chữ Who deleted me. Sau đó các bạn sẽ thấy cái hình trái tim vụn vỡ màu xanh dương hiện ra. Các bạn bấm vô đó rồi các bạn tải nó về. Thì sau khi các bạn mở nó ra thì các bạn sẽ đăng nhập bằng Facebook như là cái hệ Android vậy thôi. Và các bạn sẽ thấy cái chữ Lost Fan và New Fan. Nếu có ai hủy kết bạn thì nó sẽ hiện lên cái chữ Lost Fan. Còn cái chữ New Fan có nghĩa là những người mới kết bạn bởi các bạn. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ. Tạm biệt.